khủng khiếp luôn. Vương Tấn Việt là cái tên rất đẹp các bạn. Trời. Tấn Việt, chúng ta đang khát vọng phát triển đất nước, thì tên của thầy có thể nói như là một cái biểu tượng tinh thần trước hết cho chính bản thân thầy, và một cái niềm truyền cảm ứng cho tất cả chúng ta. Hãy góp. Thôi bác Hoàng chỉ bảo ơi, bây giờ mà nói ông Trăng Quang ông truyền cảm hứng, tôi nói thế hệ trẻ nó hư hết trơn. Thật sự phải nói một câu như vậy. Cái cảm hứng của người ta là cảm hứng học thật. Cảm hứng của người ta là cái như là cách sách đến trường là một niềm vui. Đó. Còn cảm hứng ông Trăng Quang là ông học một cách là phi quý khắp thằng sầu. Học kiểu là thật sự vậy, là học kiểu là tên lửa. Từ lớp 8 phóng một cái là lên tới là đại học, là cái thật sự quý vị không có ai mà dám học theo đâu. Học cái đó là loạn chọn, là trồng chuối chết luôn đó. Học mà ngồi trên gọi là cái tên lửa mà học kiểu đó nguy hiểm quá. Bao nhiêu người thật sự quý vị bây giờ vẫn nói một câu là ông Trăng Quang là một trong những người là cái là đại tài. Tôi nói đúng, ông Trăng Quang mà thật sự quý vị, ông không đại tài sao mà từ lớp 8 ông biết được chương trình đại học được. Ông phải là người đại tài thôi. Ông không phải là người đại tài thì làm sao ông biết trên trời có nhà máy sản xuất nước hoa. Chứ ông Trăng Quang nhiều cái đại tài lắm. Ông không có đại tài tại sao mà ông nói được mọi người cúng dường. Ông phải có cái tài của ông chứ, nói mọi người mới cúng dường. Ông đem tiền cúng dường đi học tiến sĩ, rồi bây giờ lòi ra cái bằng pha kê là cái bằng tiến sĩ cũng phải hủy luôn, là tiền của quý vị vứt qua cửa sổ. Ông không tài sao mà quyên động tiền cúng dường được quý vị. Phần và sự phát triển đất nước đó bằng công việc bình dị và sâu sắc của chúng ta. Còn tên pháp danh của thầy đó là Thích Thượng Tọa Thích Chân Quang. Chân Quang tức là chân lý rạng sáng, tôi hiểu như vậy. Và điều ấy đấy có thể tìm thấy trong chiều sâu của cái triết lý của nhà Phật. Trời đất thanh thần thiên địa ơi, cái Trăng Quang đây là ai đặt cho ông Trăng Quang đó ta? Chắc ngày xưa là cái như là cái có một hòa thượng là người ta đặt cho ông cái pháp danh khác. Đó, rồi cái như là sau này ông gọi là cũng là mang tính chất là phán sư. Đó, rồi ông đi ra rồi cái như ông tự ông đặt cái tên ông chứ, đúng không? Cái gì mà thật sự mà khen dữ vậy bác Bảo? Đấy, bà con nào đó có số điện thoại bác Bảo là điện qua hỏi nghe bác khen ông Trăng Quang là cái tên đẹp, cái khen những cái lời ca tụng hay, bác coi dùm cái tên con thử là nó có ý nghĩa như thế nào, được không quý vị? Từ cái tên không mà cái như là bác vẫn là bác vẽ rồng vẽ rắn, thật sự thấy cũng ớn thiệt đó chứ. Nghe cái bài của bác là thật sự là tôi no luôn đó. Cười không là no, nói thương luôn. Rồi bây giờ sáng dữ chưa? Ngày xưa khen tặng cho dữ. Rồi bây giờ ông Trăng Quang sáng dữ chưa? À, Trăng Quang là chân lý rồi, sáng ngời rồi, rạng rỡ rồi. Rồi bây giờ sao rồi? Bây giờ xem như là thật sự có vậy mà réo 7 năm bây giờ không thấy ông Trăng Quang đâu. Đó. Mà chúng đệ tử trời ơi, bây giờ nó vơ lên nó vẫn là xuyết xoa thầy của em là số 1 number 1 thôi. À, bây giờ là vô mấy diễn đàn của là cái chúng thanh niên đó. À, là thầy của em là số 1 number 1. Oh yeah đầy quá vậy, tôi thấy là bó tay bó chân. Sao mà kỳ vậy? Mình là một giáo sư tiến sĩ, lời nói là tựa cái như là ngàn vàng, lời nói cực kỳ giá trị. Mà đi khen tặng là thật sự quý vị một cách gọi là cái như là quá nóng vội. Nếu đúng ra đó là phải nói rằng là khen tặng quá bừa bãi. Nhưng mà thôi, cái này là quá nóng vội nó cũng vừa rồi. Chứ khen tặng một con người, xin thưa quý vị, mình phải hiểu con người đó là ai. Họ như thế nào, họ từ đâu tới. Thế còn bây giờ thật sự mình là một vị khách mời được ông Trăng Quang gọi là ông đưa kiệu tới ông rước. Thì khen tặng ông là cái câu chuyện bình thường. Nhưng mà cái điều cũng chính từ cái lời khen tặng này mà làm kể như là cho chúng cái thanh niên đó nó mờ mắt. Nó không còn biết đâu là thật, đâu là giả. Vì ông cái như là ông Hoàng Chí Bảo này là một người rất uy tín.
Mà cái như là những người uy tín mà nói về ông Trăng Quang thì nó nghĩ rằng chắc ông Trăng Quang chắc cũng là như vậy, chắc cũng đúng cái thực lực ổng như vậy. Cho chúng đệ tử nó tin lắm quý vị. Chúng đệ tử bây giờ nó thật sự, ông bảo là nó nuốt chính lời thờ vô đó, là quý vị thấy đứa nào cũng nuốt hết trơn đó. Bây giờ đâu có đứa nào mà dám đứng lên gọi là nói về ông thầy đâu. Thậm chí cái vấn đề là ông thầy của nó, ông lừa nó trong vòng mấy chục năm vừa qua bằng cái tấm bằng pha kê, mà kể như là nó còn kể như không chấp nhận sự thật, vẫn còn cho rằng là ông thầy nó bị oan, cho rằng ông thầy nó như thế này thế kia. Trong đó có con Miễn, một trong những cái con cũng là trời đánh, cũng là trật trật búa. Nó lên nó còn bảo rằng tại sao lại kết luận, tại sao phải thế này, tại sao thế kia. Rồi một cô bé nữa, cô bé kia nếu có cơ hội tôi sẽ chia sẻ quý vị, và quý vị cũng chia sẻ cái clip đó để tới coi như là những cái cơ quan, coi như là chức năng. Cô này, cô bé kia cũng lên cũng là sặc mùi, cũng là tào lao bá xế. Cô cho rằng là cái như là ABC nào đó để hại thầy. Trời ơi, thầy mày là cái gì đâu mà hại thầy mày. Bây giờ ông thầy bay đó mà ông có được cái bằng gốc đưa ra để đối chiếu, có không? Bây giờ mà đụng tới ông thầy mà ông thầy không đưa bằng gốc ra ông thầy đối chiếu là phải là xem lại ông thầy. Đừng có nói là cái như là bằng gốc bây giờ thất lạc. Bằng gốc bây giờ thất lạc thì phải đi gọi là đi trích lục. Mà trích lục không có là dỗm. Làm gì có cái bằng mà thật sự cái năm tốt nghiệp là 1989 mà cái vào sổ lưu trữ là 1975. Ở đâu ra? Anh vào sổ lưu trữ cũng phải là 89 hay 90 chứ. Làm cái câu chuyện mà anh vào sổ lưu trữ mà trước khi anh cấp bằng. Trời ơi, chơi kiểu mà thật sự thầy mà chơi kiểu là đón trước tương lai chết rồi. Ủa, cái bằng đó là dành trong Trăng Quang hả? Cái bằng đó là dành trong qua Trăng Quang. Ở đợi đến cái lúc mà gọi là 1989 đó, rồi ổng mà tới ổng học rồi cấp cho ổng. 1975 lo lưu lại cái bằng, rồi chờ 1989 rồi ổng học rồi cấp cho ổng cái bằng hay sao? Riêng cái đó không là thật sự quý vị là đủ nhồi não cho mấy cái đứa gọi là nó không tốt nghiệp phổ thông là nó biết là mấy đứa đệ tử ổng, mấy đứa mà vô binh gọi là binh dịch bừa bãi đó. Chờ tôi xem cái bằng là thật sự quý vị tôi cười mà cũng nổi thương. Nay là toàn là cái liên quan câu chuyện Trăng Quang là cười toàn nổi thương hết. Thấy mà nó ghê thật. Thấy thật sự quý vị nó quá ghê. Một người như vậy mà lúc nào cũng bảo rằng là yêu nước. Yêu nước sao tự nhiên là thật sự mình cũng phải là cái đi xây dựng đất nước đó chứ. Ủa chứ yêu nước gì mà bây giờ nó thật sự đã là bước vô chùa mình tu rồi thì lo mình tu đi. Tu cũng là một trong những hình thức yêu nước đó. Thì mình tu cho chuẩn đi, để mà hướng dẫn cho nhiều Phật tử người ta theo con đường tu tập để cho cả những người ta hướng lành lánh dữ. Sao không lo mà tu đi mà thật sự phải dùng cái bằng pha kê để làm gì? Có ai mà yêu nước mà dùng hàng giả cả? Nói thật. Người ta mà yêu nước người ta không dùng hàng giả, không dùng hàng pha kê. Mà người ta không nói dối. Mà bây giờ mà cái chúng thanh niên lên trời ơi, thầy của em yêu nước, yêu dở sợ, yêu dữ không? Thầy của em là xếp vô cái hạng là yêu gì chứ đâu phải là yêu nước. Như là triết lý của ngoài đời, chúng tôi có một cảm giác rằng dường như không còn khoảng cách nữa giữa đạo và đời, giữa người tu hành với người trong trần thế này, vì chúng ta gặp nhau ở một đồng cảm sâu sắc. Đấy. Một ông giáo sư tiến sĩ mà bắt đầu bây giờ ông đồng cảm với một ông gọi là lớp 8 đó. Gặp nhau đồng cảm sâu sắc. Sâu dữ chưa? Sâu phải rộng đó, còn không sâu mà không rộng là cũng phê lắm. Nghe bác Hoàng Chí Bảo nói thì mình chỉ có là cái là ngậm ngùi thôi quý vị. Thế bây giờ biết nói sao được? Đó là cảm nhận của bác Hoàng Chí Bảo, mình đâu có dám gọi là đóng góp ý kiến. Cảm nhận mỗi người nó mỗi khác, đây là cảm nhận của học bác Hoàng Chí Bảo, cho mình không dám đóng góp ý kiến, chẳng là mình thấy cái điều mà mình thắc mắc thôi.
Tại sao mà bác không có lời phê bình mà bác toàn cái lời khen không vậy? Đúng không? Thì đã là nhân vô thập toàn, ít ra đó mình nhìn một con người mà có mừng cái điểm ưu hết, có một điểm khuyết, nhưng mình hòa đồng với người ta được hay không là mình phải chấp nhận cái khuyết điểm của người ta. Mình chấp nhận khuyết điểm của họ, mình mới hòa đồng với họ hay không có gì. Chứ không phải lên mình gọi là tăng bốc người ta quá trời mà cái khuyết điểm người ta mình không nhận ra. Rồi cái mối quan hệ này nó có bền lâu hay không? Mình phải biết là cái điểm khuyết của người ta như thế nào, rồi mình có chấp nhận nó hay không. Cái mối quan hệ nó tồn tại không là chấp nhận cái khuyết điểm của nhau, chứ không phải là chấp nhận cái ưu điểm của nhau. Bà con ở đây, cái mối quan hệ mà cái như là bây giờ quan hệ trên bạn bè hay là vợ chồng hay là cái gì đó, đối tác làm anh vậy, mình phải chấp nhận những cái gọi là cái điểm khuyết của họ, thì nó thật sự có gì nó mới tồn tại được lâu dài. Chứ còn bây giờ nhìn trước mặt là thấy nó lộng lẫy, nó đẹp, cuối cùng gì mà thật sự có vậy, có nhiều cái gọi là nó không được như mơ, là sao mà gắn kết bền lâu được, đúng không? Đấy. Nhưng một cái là cái câu mà ông bà nói đó, bên ngoài gì, bên ngoài mà đổ nát hoang sơ, bên trong là nội thất nên thơ bất ngờ đó. Mà nó nhiều lúc nó ngược lại, nhiều lúc là tốt gỗ coi như là tốt nước sơn mà vừa nước gỗ nó mục rồi sao mà chơi được. Cho nên vấn đề là phải chấp nhận cái điểm khuyết của nhau, rồi mới tồn tại, rồi gắn kết bền lâu không, cái đó mới quan trọng. Còn đang ta thấy bác Hoàng Chí Bảo bác nhìn thấy toàn cái điểm ưu của người ta không, toàn là những vấn đề tích cực, những vấn đề là di lý, rồi cái như là chung thật sự quý vị nghe mấy lời của bác nói là chỉ đức mê và mê thôi, mê dữ dằn. Chỉ muốn đem lại những điều tốt đẹp có ích cho cuộc sống, và điều ấy cũng chính là điều mà chúng ta mong đợi từ rất lâu và mãi mãi sau này. Tôi có một cái may mắn là được dành phần lớn thời gian của mình để nghiên cứu và truyền bá về tư tưởng Hồ Chí Minh. Tôi có một cảm nhận như thế này, không biết các bạn có chia sẻ không? Thầy Thích Chân Quang của chúng ta, tiến sĩ Vương Tấn Việt của chúng ta ấy, mang được những nét hình ảnh rất là đẹp của bác Hồ. Đấy mà ông cho rằng không so sánh đấy quý vị. Đấy mà cho rằng không so sánh. Thầy tiến sĩ Vương Tấn Việt của là bác Hoàng Chí Bảo thâu. Và thầy kể như là Thích Chân Quang của là bác Hoàng Chí Bảo với chúng thanh niên thâu, chứ còn không phải là của chúng ta. Không dám nhận, bây giờ nó thật sự là không dám nhận làm người quen luôn. Cứ lên mà thật sự là của chúng ta hết trơn. Nhiều lúc thấy cũng kỳ kỳ. Bộ tay quá trời luôn quý vị. Thầy có một gương mặt rất phúc hậu, thầy có một khả năng truyền cảm rất tốt đẹp, và sự truyền cảm đó đấy, như những nhà nghiên cứu về Hồ Chí Minh ấy, người ta gọi là Bác Hồ của chúng ta có một cái biệt tài là thuyết phục, thu phục, rồi những chinh phục cả lòng người nữa. Thì tôi nghĩ rằng cái nỗ lực trong sự nghiệp tu hành của thầy và bây giờ lại song hành với sự nghiệp khoa học, thì chắc chắn thầy sẽ đem lại những thiện cảm rất tốt đẹp cho chúng ta. Đem lại với bác Bảo thâu, chứ còn thật sự ra bác ơi, từ lúc mà phát hiện cái bằng pha kê thì người ta cái là người ta lên phản ứng quá trời luôn, đó ha. Từ lúc phát hiện bằng pha kê là bao nhiêu cái vấn đề của ông Chân Quang là xem như là bốc trần hết trơn, mà cũng hay thiệt, công nhận bác, mà bác lên bác khen mà không dắt một câu nào, cảm thấy là cũng giỏi. Ông được đó quý vị, ông được thì ông lên, ông còn gọi là ông ráng, ông rặn, ráng bập bà bập bẹ đôi ba câu. Nói chung là mấy lời hay ý đẹp thì mấy ông kia khen hết trơn rồi. Ông được là một trong những vị khách mời gọi là xem như là gần sâu cùng nhất, để mà lên, để mà có những cái lời phát biểu về cho ông, với ông Thích Chân Quang.
thì anh cũng ráng anh lên thật sự quý vị, anh biết rằng nó thật sự anh cũng ráng anh lên nhé, bây giờ lỡ tới nơi rồi à, chung là nước cũng uống mà rượu bia là cũng sơi rồi à, thì bây giờ nó thật sự cái nhiệm vụ phải lên khen một câu chứ bây giờ không khen sao được, cho nên cũng ráng mà khen cho một câu à, mà bây giờ anh khen là một trong những nhà gọi là lãnh đạo kiệt xuất à, đủ tất cả các kiểu. Với ông Trân Quang, xin thưa quý vị, cái ngày hôm đó là một trong những ngày làm Trân Quang thật sự ông lo sợ nhất. Bà con biết vì sao ông lo sợ? Vì khen những gì mà thật sự cái bản thân ông là thật sự nó không có. Cứ là nó thật sự một con dung đất mà bây giờ nó thật sự ông mà lên vẽ cho nó một cái râu rồng. Ông kia thấy thật sự là vẽ có râu rồng rồi, bây giờ nó thiếu cái chân. Nó lên vẽ thêm cái chân rồng nữa. À, bắt đầu là ông lên vẽ cho cái mũi nó giống kỳ lân một chút à, ông lên vẽ cho cái đuôi tô thêm tí màu nó cho rồng nó lực rực lỡ à, cuối cùng lên là tô vẽ thật sự một con dung đất à, cuối cùng lên tô vẽ là để cho biến thành một con rồng. Thì khi mà vẽ thành hình rồng đó à, rồi con rồng nó không cựa quậy được à, thì cái đó ông Trân Quang sợ là sợ cái lúc đó khi mà đôn ổng lên cao quá, cái tầm của ông nó không tới cỡ đó mà đôn cao quá, thì xin thưa quý vị, ông phải sợ thôi. Ông phải sợ thôi. Một đứa mà xin thưa quý vị, bây giờ nó mới có lớp 3 mà cứ ai cũng là ca tụng nó, ừ đứa là nó giải được toán lớp 5 nè. Từ trong nhà ra tới ngoài xã hội ai cũng gặp cái như là cũng là khoe thằng đó nó giải được toán lớp 5, từ đó cái thằng lớp 3 nó sợ dở sợ. Nó sợ mà thật sự quý vị, nó giải không ra đó. À, vì sao nó cái khả năng nó đâu có như vậy à, mà cái là nghe cái lời đồn rồi thật sự à, cứ đôn lên rồi nhiều lúc có người họ thử rồi sao, có người họ đem tới bài toán lớp 5 tới nó giải rồi sao. Cho nên cái chỗ ông Trân Quang là ông sợ lắm à, khi mà đôn ông lên quá trời bắt đầu ông phải sợ có một ngày à, rồi cái câu chuyện này nó sẽ lộ ra à, rồi mình không biết lúc đó rồi mặt mũi mình bây giờ đó rồi mình bó ở đâu cho nó vừa. Đúng không? Ca tụng quá trời. Rồi cái gì nó thật sự, nó sự thật là nó mãi mãi là sự thật thôi. Cây kim mà sao mà thật sự quý vị bỏ trong bao mà nó không lòi đầu. Đấy. Giấy sao quá được lửa. Cái ngày nó cũng xì hết trơn. Nó xì ra rồi bây giờ tội trong Trân Quang bây giờ không biết là cái như là ổng như thế nào. À, tâm trạng còn bất an lắm đó. Bất an dữ dằn đó. Nhưng mà nó thật sự quý vị, nó đã gọi là một cái định mệnh rồi, nó chịu thôi. Biết sao được, do ngay từ đầu do mình có những cái gọi là mình tạo dựng trên một cái sự phù phiếm thì giờ phải chấp nhận, nhưng mà đệ tử không chấp nhận. Ông Trân Quang có khả năng là những ngày vừa qua ông nghĩ gọi là thông rồi đâu quý vị, ông cũng chấp nhận sự thật đó, nhưng mà chúng đệ tử không chấp nhận, chúng đệ tử vẫn bảo vệ ông thầy, vẫn cho rằng là thế này thế nọ thế kia. Cho nên thật sự quý vị, càng nhắc tới ông sư phụ là nước mắt nó càng lưng tròng luôn, khổ dở sợ luôn. Không biết là sư phụ dạo này ăn uống có ngon hay không. Chứ thật sự cứ hay lên giảng pháp bây giờ cấm khẩu 2 năm đó, thật sự nó cũng bị nội thương rồi chứ. Bó tay. Nhất là bác Hoàng với Bảo trời bắt lên bắt ca tụng quá trời luôn. Rồi cái cô giáo gọi là cái cô hiệu phó, cũng phó giáo sư tiến sĩ đó. Mà lên rặn miết không biết dùng cái câu từ nào để nó hợp với ông Trân Quang. Từ trước giờ bà dùng những người đời quen rồi quý vị, bây giờ dùng với một ông thầy tu là không biết dùng câu từ nào cho nó hợp. Bà lên bà cũng ráng bà rặn miết rồi thật sự nó cũng dâng ra được từ. Rồi ráng rặn nữa thì nó ra đủ tròn câu. Rồi cũng xuống cũng là phấn khởi thôi. Cũng là tay bắt mặt mừng cũng vỗ tay rầm á. Cuối cùng là xong cái bữa đó về ai cũng dột cho tay hết. Bà con biết sao dột cho tay không? Vỗ tay nhiều quá. Cái vỗ tay nhiều, vỗ tay mạnh quá là cuối cùng ai cũng dột cho tay hết. Cái vỗ mà thật sự quý vị mà khi mà nghe người ta nói kết thúc một câu là răm răm vỗ là như là pháo nổ. Cuối cùng về cuối cùng là nhìn kỹ lại là cái da tay nó dột hết trơn. À, danh vọng là ai đâu hưởng mà cuối cùng những người tham gia da tay dột hết. Vỗ mà phòng cả da tay đó quý vị. Vỗ càng to càng tốt. Đây là mục tiêu. Khen càng nhiều càng tốt. Và ai vỗ càng to càng tốt.
cứ ráng mà dỗ, ráng mày căng măng dỗ, trời đất thánh thần. Rồi bây giờ cái vụ đây thật sự tôi thấy là bây giờ nó xì ra cỡ ri mà không ông nào đứng lên nhận trách nhiệm. Trong cái này phải có người chịu trách nhiệm, chứ còn không có người chịu trách nhiệm thì tôi nghĩ rằng chắc là cộng đồng cũng là cũng hơi là bức xúc, đúng không? Phải có người chịu trách nhiệm. Bây giờ cái ông Trang Quang bước vô trường bằng cái con đường nào? Đấy, rồi ông thi cử ra sao? Ông thi cử như thế nào mà để là qua được tất cả các kỳ thi của đại học? Một người lớp 8 mà xin thưa quý vị, bây giờ nó đơn giản thôi. Với trình độ ông Trang Quang là cái như là mấy chục năm rồi, xem như bây giờ là gọi là cái như là một là ông đã cao tuổi, thì cái vấn đề cái sự mà trí nhớ của ông mà nó không còn minh mẫn như là thế hệ trẻ. Cái vấn đề thứ hai quý vị là ông còn nhiều công nhiều việc nữa, còn chùa chiền rồi cái như là đạo tràng này đạo tràng nọ, rồi còn lên là kêu gọi quyên góp cúng dường nữa, thời gian đâu mà ông học. Đấy, mà thật sự ra lấy toàn cái bằng là xuất sắc không, bằng giỏi không. Thế thì cái quy trình nào mà đào tạo mà từ một ông bận rộn như Trang Quang mà trình độ gọi là lớp 8 đó, cứ cho rằng ông Trang Quang bây giờ ông tốt nghiệp phổ thông chẳng được. Thì bây giờ thời gian nào ông học, thời gian nào ông bắt đầu là ông giảng pháp, thời gian nào ông lên ông vận động, ông cúng dường, cũng phải có cái thời gian rô riết cho quý vị. Chứ còn nó thật sự ngày xưa mà chúng tôi học là học chính quy đó, mà nó thật sự mà chỉ cần mà cấp cua là khoảng là 3 lần, cấp cua 3 lần là xem như là cái là cấp thi luôn. 2 lần là còn cơ hội. Gặp mấy giảng viên khó khó là thật sự lần thứ 2 đó là anh đã điểm danh anh chỉ mặt rồi. Ông mà một lần nữa là xem như ông khỏi thi. Ngày xưa chúng tôi học đó, điểm danh thường xuyên, chứ không phải cái câu chuyện mà bây giờ nó thật sự tới đó rồi ngoài đó rồi cái như là thích đi học không thích thôi đó. Đó, điểm danh gọi là thật sự quý vị cái môn nào đó mà mình cảm thấy rằng đó mà mình đã dính là hai sẹo rồi đó là cái phải đi đó, có bệnh cũng phải đi đấy, có đâu mà bệnh cũng phải tới đi, ít ra là tới xin phép thầy đã về vì do bệnh quá. Chứ còn không đi mà ông quốc điểm danh một cái là thật sự cấm thi. Mà nên nhớ rằng đó, cấm thi mà thật sự mà tổng kết một năm mà anh chỉ còn là nợ bao nhiêu trình là cho anh gọi là cái như là lưu ban, gọi là trô đó. Cái thời xưa mà chúng tôi học là gọi là cái từ mà trô đó. Có ông là ông học là 7 năm không ra trường, từ chính quy chuyển xuống tài chức, từ tài chức ban ngày học riết không ra trường, chuyển về tài chức ban đêm. Nhiều lắm, ngày xưa tôi học là nó nhiều cái chương trình học lắm. Nhưng mà thật sự quý vị đã vô một cái môi trường gọi là cái đầu vào nó chất lượng. Cái đầu vào chất lượng là xin thưa quý vị, ra cái đầu ra là chất lượng. Tuyển ngày xưa mà thời tôi đi học không phải là như bây giờ mà xét điểm, mà ngày xưa gọi là đi thi. Cứ là tới 12 xong bắt đầu là cái cơm ăn cơm dở, rồi bắt đầu là lên bách xe đò đi thi. Mà ngày xưa đi thi gọi là phụ huynh phải đi theo quý vị. Vì ngày xưa thật sự còn có những cái gọi là cơm tù, bắt đầu là vô mấy cái quán đó, bắt đầu nó dập cửa lại, xe mà chạy vô đó dập cửa lại, vô đó không ăn cũng ngoài đó, nó nặng. Mà ngày xưa là còn chặt chém nó còn nhiều lắm, cho nên buộc phải có phụ huynh đi theo. Rồi có gia đình là người ta đi, bắt đầu là cái ngày xưa đâu phải đường xá như bây giờ, đường khó đi cực kỳ, mà đi mà cái xe đâu phải là cái xe đời mới như bây giờ quý vị. Đi mà thật sự nó chạy mà cái tốc độ nó chạy thì cả như là 20-30 cây số giờ thôi. Nó từ miền Trung mà vô tới miền Nam thi là thật sự quý vị phải đi 1 ngày rưỡi. Đi 1 ngày rưỡi mới tới. Mà nhiều lúc mà xe nó hư giữa đường là nằm chờ thôi. Cái nào biết nằm chờ. Cơm ăn cơm dở cỡ đó rồi người ta mới đi thi. Đi thi là 3 môn, nhưng ngày xưa là tôi thi khối A là toán lý hóa. Thi 3 môn mà thật sự quý vị mà cái điểm là gọi là 20 mấy điểm là cảm thấy là cái thời xưa cũng là tự hào lắm rồi. Cuối cùng bây giờ thấy ông Trang Quang là mình nó thật sự là cái là mình tuột hẳn liền. Trang Quang mà trình độ lớp 8 mà ông thấp lên một cái là lên đại học, ông qua ông chẩn cha chẩn chợ.
À, bây giờ làm lấy được bằng tiến sĩ nữa, mình nó thật sự quá vậy là cũng phải khắp rồng. Trăng Quang quá tài, Trăng Quang là quá tài. Trời ơi, người ta thật sự là đi thi đi cơm ăn cơm dở rồi học mấy năm trời ngoài với gù cái lưng để mà cái như là được học. Gia đình cũng phải là gồng lưng để mà gửi tiền hàng tháng, nó khổ như vậy mà người ta học thành tài. Còn mình bây giờ sướng quá chừng luôn, anh là có Phật tử lo vậy mà còn không chịu đi học mà lấy cái bằng pha kê để mà đưa vào cái môi trường đại học. Tôi nói Trăng Quang, nếu mà thật sự quý vị ông biết cái đường là ông đi học bổ túc, ông lấy được cái bằng bổ túc là bây giờ đâu có còn cái gì đó đâu. Nói quý vị, cái bằng bổ túc bây giờ kiểm tra là cái bằng có nguồn gốc rõ ràng. Tôi nói bây giờ là ông ô gia được đâu, ông ngồi ông nhịp đùi ông rung được đâu, thấy không? Đại học kia ông còn lấy được bằng, chẳng lẽ ông bổ túc ông không lấy được bằng? Cho nên tôi nói thật sự tính một ly sai một ly là đi cả một cuộc đời. Bao nhiêu uy tín, bao nhiêu cái vấn đề Phật tử nó trông mong, rồi cuối cùng thật sự nó tung hô ông lên tới tận mai xanh để ông nhìn được cái nhà máy sản xuất nước hoa. Bắt đầu tự nhiên bây giờ nó thả ông rơi tự do luôn. Mấy đứa tự tử nó cũng ác đó quý vị. Thưa quý vị, hôm nay thì chia sẻ tới đây và chúng ta tạm thời sẽ là kết thúc cái buổi trò chuyện hôm nay tại đây. Và một lần nữa kính chúc tất cả quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hẹn gặp lại bà con vào cái chương trình trò chuyện tối mai. Quý vị nào xem chương trình Vui Lòng Cho Lang Thang Sài Gòn xin một lượt like. Quý vị nào chưa đăng ký kênh, vui lòng đăng ký để nhận cái cuộc trò chuyện mới nhất, và vui lòng chia sẻ giúp clip để có một cái sự lan tỏa. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và hẹn lại quý vị vào chương trình trò chuyện tiếp. Bye bye tất cả quý vị.